Ở phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về cái hiệu ứng Grub Shadow. Đầu tiên chúng ta tạo hiệu ứng cho cái dòng chữ của chúng ta ở đây. Các bạn tạo hiệu ứng bằng cách là vào Fx hoặc là nhấn kép vào đây. Nhấn kép chuột, chúng ta chọn Drop Shadow. Các bạn lưu ý nhé, khi chúng ta chọn hiệu ứng Drop Shadow hoặc là bất kỳ một cái hiệu ứng nào trong cái bảng Layer Style, ngoài cái việc click chuột vào cái ô dấu tích tạo tích vào cái chữ V này, là vào cái ô vuông này, chúng ta cần phải click chuột vào cái chữ Drop Shadow ở đây để nó xuất hiện các cái tùy chọn ở bên phải cửa sổ, đúng chưa? Nếu mà chúng ta chỉ tích chuột vào được đây, ví dụ như là cái dòng Outer Glow này, chúng ta chỉ tích chuột vào cái ô vuông mà không click vào cái dòng này, nó sẽ không hiện hiển thị ra đâu ạ. Đấy, các bạn lưu ý nhé. Bây giờ ở bên phải cái cửa sổ chúng ta có những cái thông tin như sau. Blend Mode, ở đây là cái chế độ hòa trộn, đúng ạ? Đây có các cái chế độ hòa trộn thì mặc định Drop Shadow là bóng tối nên là cái chế độ hòa trộn nó mặc định, là khi các bạn chọn Drop Shadow thì mặc định cái chế độ này nó sẽ ở cái vùng ưu tiên bóng tối Darken, được chưa? Thì có, thì đây các bạn có thể để mặc định này. Opacity là cái giá trị về cái độ mờ, độ trong và độ đục đấy. Ví dụ như là đây thì sẽ làm về không, chúng ta nhìn là không có gì tăng lên này. Là độ trong và độ đục của cái bóng. Angle là cái góc chúng ta đổ ánh sáng này, ví dụ như chúng ta có thể thay đổi đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái vị trí của cái bóng của chúng ta ở đây đấy. Chúng ta có thể click chuột nhé, click vào cái bóng này chúng ta thay đổi vị trí ở đây thì sẽ thuận tiện hơn này. Ở đây có một cái ô là Use Global Line, ô này có nghĩa là nó sẽ sử dụng cái thiết lập này cho tất cả những cái hiệu ứng ở đây. Ví dụ như là các hiệu ứng ở phía trên này nó cũng có sẽ có cái phần là thiết lập mà cái đổ bóng này, thì nếu mà chúng ta tích vào ô này thì tất cả đều chung một cái góc ánh sáng, thì nhìn như vậy nó sẽ thật hơn. Thì nếu như mỗi một cùng cùng một cái dòng chữ nhưng mà mỗi một hiệu ứng nó lại dùng một góc ánh sáng khác thì nó sẽ loạn lên ạ. Nên là chúng ta phải lưu ý, chúng ta lên tích vào cái ô là Use Global Line. Được. Khi nào chúng ta quen rồi, chúng ta làm chủ được nó rồi thì chúng ta mới bỏ tích để chúng ta tùy chỉnh. Còn bây giờ thì các bạn lên tích vào đây. Tiếp theo là cái distance, distance là cái khoảng cách giữa bóng và cái dòng chữ của chúng ta. Đấy. Càng xa, à, xa gần, xa gần. Ở phía dưới này có cái size, size là cái kích cỡ của cái bóng, ví dụ các bạn tăng lên, đấy. Tăng lên thì nó to, nó nhòe hết ra. Thì đi với style, chúng ta có một cái là speed, đấy, ví dụ như ta tăng speed lên này, thì các bạn thấy là speed này là khi chúng ta tăng tăng này giảm này, tăng giảm tăng speed lên thì nó sẽ làm cho là cái bóng, các bạn nhìn cái speed nhá, cái speed này nó sẽ cho phép này, chúng ta mở rộng cái vùng bóng đổ nhá. Khi ví dụ thầy lưng cái này lên thì các bạn thấy là ở đây thầy tích bỏ bỏ cái ô Outer Glow đi nhá. Này, cái ô Outer Glow là cái này, chúng ta tìm hiểu cái đấy sau. Rồi chúng ta tập trung vào cái Drop Shadow này. Bây giờ ví dụ như là cái style này. Đấy, bây giờ thầy nâng cái speed lên. Để các bạn có thể thấy là khi nâng nó lên thì nó cho phép chúng ta mở rộng cái vùng bóng đổ ra, đúng không ạ? Cái độ 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 nhòe, độ 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 đậm đấy ạ, được mở rộng ra. Đấy. Đấy, nó sẽ lớn cái vùng bóng đổ ra, đấy, nó nhòe giảm ra này. Khi chúng ta co lại thì co lại về hết nhá, đấy thì trông trông nó mờ hơn, đúng không ạ? Căng lên thì trông nó tỏ hơn ra. Đấy là speed. Thì speed này nó sẽ đi cùng với cái size, nếu mà các bạn để size về không này nhá, size to lên này, size về không này, size về không thì cái speed này các bạn đều có để lên 100 nó cũng không 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 thay đổi gì cả. Đấy thì nó sẽ đi cùng cái size này. Chuyển xuống phía dưới có cái phần quality, đến cái phần đầu tiên là có cái lựa chọn là cùng tua. Cái cùng tua này nó cho phép chúng ta biên tập cái giải màu của vùng cửa sổ. Thì ở đây chúng ta, nếu sau này các bạn quen, chúng ta có thể click chuột đây để chúng ta
thay đổi các cái giá trị ở trong này. Đấy. Điều khiển để thay đổi nó. Nhưng mà bây giờ chúng ta chưa quen thì các bạn có thể để nó mặc định, hoặc là chúng ta chọn các cái kiểu người ta tạo sẵn ở đây. Đó. Đấy chưa? Đấy là cái cùng tua. Cái anti-aliasing là chống chống cái răng cưa. Cái noise này chúng ta tạo ra các cái nhiễu hạt nhiễu. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Thì ngoài cái việc các bạn nhìn thẳng ở đây, chúng ta cũng có thể chú ý ở đây nó có một cái ô preview này. Chúng ta cũng quan sát những cái gì chúng ta thay đổi. Đó, cũng sẽ qua các bạn có thể quan sát đấy, thay đổi đấy, review. Đấy là các một số các cái thuộc tính của cái Rock Shadow. Phần sau thì sẽ giới thiệu thêm một số các cái thuộc tính khác. Phần này thì sẽ dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.